Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu riff, một cái câu giống như đệm thôi nhưng mà rải ra từng nốt rất là hay của đại danh thủ Frank Gambale. Và cái câu này các bạn có thể đánh lòng vòng đánh hoài luôn mà không có chán ha. Thì câu này mình đánh tới tiếng clean để cho các bạn nghe cho rõ, nhưng mà trong cái bài Little Charmer thì ông đánh nó có một tí override vào, nghe nó hơi rè rè một tí ha. Thì là cái câu intro cũng là cái câu đệm. Thì câu này mình giới thiệu cho bạn có thể đánh trên guitar điện, guitar thùng, nghe vẫn rất là vui tươi hạnh phúc ha. Thì cái này nó trên âm dài là mi thứ thôi các bạn, nhưng mà cái cách ông mi thứ chuyển qua son trưởng, qua re đô trưởng là thứ đó, thì cái cách ông chuyển rất là hay, cho nên cái câu này mình muốn giới thiệu đến các bạn nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chia nó ra làm bốn cái phần nhỏ để chúng ta tập cho dễ nha. Thì cái phần đầu tiên nó như sau. Các bạn nên nhớ download tab về, các bạn xem theo nó sẽ dễ hơn. Và đây mình sẽ hướng dẫn chậm từng cái để bạn. Đầu tiên các bạn đánh gì? Số 6 mi buồn. Sau đó các bạn đánh là nốt mi của dây số 4. Giờ sau đó tới nốt si là ngăn 4 của dây số 3. Sau đó các bạn đánh pha thăng và son. Các bạn có thể đọc cái nốt nó được mi nè. Mi và cao hơn. Si. Pha thăng. Son. Rê. La. Son. Đợi như sao? Cái này nốt móc đơn không nhé bạn? Tiếp theo phần 2. Phần 2 chúng ta bắt đầu nghe đô nha các bạn. Các bạn bấm bình thường đô, mi, son. Sau đó si, la, mi, đô, si. Nguyên câu đầu á mình đánh chậm luôn nha bạn. Đó. Thì với tốc độ nhanh hơn tí. Thì các bạn thấy là nghe nó cũng đã đúng không? Bắt đầu tiếp phần 2. Thì cái phần 2 cái câu đầu nó giống nhau như sau. Rồi phần sau nó hơi khác một tí. Thì chúng ta cũng đô mà qua đây các bạn rê nha. Phần sau ha. Các bạn có rê, pha thăng, son, rê, sau đó bạn đánh dây buồn si. Phần sau nó lại nha bạn. Thì để dễ các bạn download phần tab về, các bạn xem chi tiết và xem cái mình hướng dẫn là bạn đánh được ngay thôi. Thì các bạn hãy tập chậm, cứ nhịp móc đơn thôi bạn, chưa nhanh nhanh được chúng ta đánh chậm tí, tạo ra cái cầu dễ thương ha. Mình đánh lại có từ đầu chậm nha các bạn. Rồi nhanh hơn một tí. Ha.
À, cái câu các bạn thấy là các bạn đánh vòng 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 hoài nó vẫn đã, đúng không? Nghe rất là dễ thương. Nếu các bạn ấy hay lên YouTube search thì cái bài Little Charmer, bài đó solo cũng rất là hay, cái giai điệu cũng rất là đẹp. Mới được mình sẽ giới thiệu cho bạn dần dần những cái bài ca khúc nổi tiếng nhé. Hãy tiếp tục ủng hộ Guitar for Freedom và kênh học đàn guitar.net của Đăng Khoa cũng như shop đàn Amigo Guitar Shop. Các bạn có nhu cầu học guitar điện dành cho cơ bản hoặc là từ guitar thùng các bạn chuyển qua guitar điện, hãy đăng ký khóa học, hãy đăng ký khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của mình. Và hiện tại là nó giá nó cũng đang rất là tốt nha. Và các bạn đăng ký một lần học trọn đời, mình hỗ trợ online cho các bạn luôn, khi mà các bạn có giải đáp thắc mắc hoặc là không biết là mình tập đúng hay sai. Rồi đăng ký theo đường link nhé các bạn. Các bạn cần mua cây đàn về luyện tập thì shop của mình có đầy đủ các loại đàn rất là chất lượng và giá rất phải chăng ha. Cây đàn này là kiểu dáng relic rất là đẹp. Nha, các bạn thấy nó trầy trầy nhưng mà thật ra là cố ý làm trầy nhé bạn, gọi là relic ha, cố ý làm trầy nhưng mà hồ sơn rất là đẹp chứ không phải là mình cạo cho nó bị trầy đâu. Đó. Cây này là 24 phím luôn ha. Nhúng cần nhúng xịn Wilkinson ha, khóa Rover rất là đẹp. Đó. Thì hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye.